đang cùng theo dõi bản tin của kênh tin tức mới 365. Với đội ngũ biên tập viên năng động và linh hoạt, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nhanh nhất về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính sẽ có trong bản tin của ngày hôm nay. Cấm đỗ ô tô vỉa hè khi các dự án bãi đỗ còn trên giấy. Lo ngại hội đồng y khoa làm quyền. Ma trận cài cắm nhà thầu trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC. Cấm đỗ ô tô vỉa hè khi các dự án bãi đỗ còn trên giấy. Kính thưa quý vị, tin vui là toàn bộ vỉa hè quận Hoàn Kiếm sẽ không cho phép đỗ ô tô, và theo chiều ngược lại thì gần nửa triệu mét vuông bãi đỗ xe Hà Nội vẫn đang bỏ hoang, các dự án bãi đỗ vẫn trên giấy. Thế rồi xe sẽ đỗ ở đâu? Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm nói sau thông tin trông giữ xe máy gây hư hỏng vỉa hè, quận đã tiến hành rà soát và thực tế là đang có 32 điểm để ô tô trên vỉa hè, giấy phép cấp tạm 6 tháng trên một lần. Ông Chủ tịch quận nói, quận sẽ từng bước tiến tới 100% vỉa hè trên địa bàn không để ô tô. Các vỉa hè này nếu có nhu cầu sẽ cho phép để xe máy, chấm dứt tình trạng ô tô trèo lên vỉa hè gây lún nứt. Có lẽ Hoàn Kiếm sẽ là quận đầu tiên để tiến tới việc chấm dứt đỗ xe ô tô trên vỉa hè, theo yêu cầu của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh. Bởi không chỉ riêng Hoàn Kiếm, các quận nội thành đang tồn tại tới 562 điểm trông giữ xe trên hè phố, lòng đường với tổng diện tích khoảng 10,06 hectare. Cần phải khẳng định, đó là việc làm đúng, cần làm, đáng lẽ phải làm từ lâu khi mà vỉa hè bản chất là dành cho người đi bộ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh ở thủ đô đang thấp đến thảm hại, chiếm chỉ 0,12% diện tích các quận nội thành và chỉ đáp ứng được 10% tổng nhu cầu đỗ xe toàn thành phố. Khu vực nào ở nội đô Hà Nội cũng khan hiếm chỗ đỗ xe là một sự thật. 90% xe ô tô không có chỗ đỗ là một sự thật. Đỗ xe trên vỉa hè cũng là một sự thật. Về diện tích ít ỏi dành cho giao thông tĩnh đang bị bỏ hoang cũng là một sự thật. Hoàng Mai là một ví dụ, trên địa bàn quận có đến 100 bãi xe không phép, cho thấy nhu cầu của người dân là cực kỳ lớn. Trong khi đó, 83 ô đất với diện tích là 514.600 m² được quy hoạch bãi đỗ xe đang bị bỏ hoang. Nửa triệu mét vuông đỗ xe ở một quận đang bỏ hoang, trong khi đang thiếu từng chỗ đỗ xe. Vâng thưa quý vị, 83 ô đất, nửa triệu mét vuông đỗ xe ở một quận bị bỏ hoang, trong khi tất cả các quận nội thành Hà Nội mới chỉ có 590 điểm bãi đỗ xe với diện tích khoảng 73,88 hectare. Có cảm giác cựu đất quy hoạch bãi đỗ xe là chậm, là bỏ hoang. Bãi đỗ xe tĩnh đường Đại Cồ Việt gần 20 năm chưa được khởi công. 7 bãi đỗ xe ngầm được quy hoạch ở công viên các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy đến giờ vẫn đang nằm im trên giấy. Nếu thực hiện quyết liệt việc cấm đỗ ô tô vỉa hè, Hà Nội cũng phải đồng thời tái khởi động việc chấm dứt tình trạng bỏ hoang các diện tích quy hoạch bãi đỗ. Nếu không, xe máy vẫn là bắt cóc, bỏ đĩa mà thôi. Lo ngại hội đồng y khoa làm quyền. Thưa quý vị, vừa qua, trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, nhiều ý kiến góp ý quan trọng đã được đưa ra, trong đó nổi bật hơn cả là những lo ngại của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đã từ rất lâu, trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, ở ngoài xã hội hay trong chính các cơ quan công quyền, thực trạng người kém đánh giá người giỏi đã và đang gây ra nhiều hệ quả tiêu cực. Một trong số đó là học trò đánh giá thầy cô, con cái đánh giá cha mẹ, dư luận đánh giá người có trách nhiệm, làm nản lòng những người có tài, có đức, có tâm, đóng góp cho xã hội, cho cuộc đời. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, như hiện nay, việc ra hội đồng y khoa đánh giá năng lực hàng chục nghìn y bác sĩ thay các hiệp hội chuyên ngành sẽ dẫn đến thực trạng nêu trên, và rõ ràng là điều này thật sự rất nguy hại đến chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh trong dân. Đồng thời, ông cũng kiến nghị Hội đồng Y khoa Quốc gia chỉ nên làm đầu mối, không thể đánh giá năng lực cho hàng chục nghìn y bác sĩ. Cơ quan soạn thảo cần quy định rõ địa vị pháp lý của Hội đồng Y khoa Quốc gia, cũng như mô hình về thành lập, ai quyết định thành lập. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, một tổ chức quyết định sinh mạng có đến hàng vạn người thì việc hành nghề về lĩnh vực không thể quy định mù mờ được. Những chỉ đạo kiến nghị trên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời và rất sát với thực tế của ngành y trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2021 đến nay. Vì một bác sĩ muốn ra trường đã phải trải qua khoảng thời gian học tập rất dài, sau đó còn phải thực tập trong nhiều năm rồi mới dần đạt được các học vị, học hàm. Do đó, về chuyên môn, việc đánh giá kiểm tra họ là điều cần thiết. Nhưng vấn đề là
ai sẽ kiểm tra và ai sẽ quản lý nếu không phải là đồng nghiệp, là cơ quan nơi họ đã và đang công tác. Chưa kể cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ là không hợp lý vì loại hết các hội đồng, hội xã hội nghề nghiệp như tim mạch, gan, tiết niệu khỏi việc đánh giá năng lực. Bởi suy cho cùng, ngành y là một ngành rất rộng, nó bao gồm nhiều chuyên ngành và tất nhiên phải có những người nào rất dành về một chuyên môn nào đó mới đủ sức, đủ tầm mà đánh giá về từng cá nhân bác sĩ, dược sĩ. Việc đảm bảo sự đánh giá có công bằng và minh bạch sẽ là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để việc cấp chứng chỉ hành nghề đi vào thực chất hơn. Từ những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có thể thấy, về thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia vẫn còn nhiều bất cập cần giải quyết. Cho đến khi luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được triển khai trên thực tế, mọi kiến nghị góp ý của các đại biểu như ông Vương Đình Huệ thật sự rất hữu ích. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa Quốc gia để thực hiện đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nên sự thảo vẫn còn nhiều ngổn ngang là rất dễ hiểu. Tại nhiều nước trên thế giới, người muốn được hành nghề phải trải qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề do tổ chức độc lập thực hiện. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế và kế thừa luật cũ, dự thảo luật lần này quy định Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá xa, mà có lẽ những trăn trở lo ngại của Chủ tịch Quốc hội sẽ làm cho khoảng cách ấy dần ngắn lại trong thời gian tới. Ma trận cài cắm nhà thầu trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC. Thưa quý vị, cựu chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc thành lập chỉ đạo nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái AIC để làm quân xanh và bày binh bố trận thông thầu, thâu tóm 16 gói thầu thiết bị y tế gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng. Vào ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và một số đơn vị có liên quan. Thông tin đáng chú ý trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác đang trốn truy nã vẫn bị đưa ra xét xử. Bà Nhàn bị xét về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái bị xét xử về tội nhận hối lộ. 26 bị can còn lại gồm nhiều lãnh đạo nhân viên của AIC, hai cựu lãnh đạo sở của tỉnh Đồng Nai, cán bộ của tỉnh và lãnh đạo một số công ty thẩm định giá bị xét xử về 3 tội danh. Theo cáo trạng, công ty AIC là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Trung tâm Xuất khẩu Lao động Chalaken, trực thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại và chuyển thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc. Ngoài công ty AIC, bà Nhàn còn thành lập chỉ đạo nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái AIC để làm quân xanh trong đấu thầu, gồm công ty Mopap do bố đẻ của bà Nhàn đứng tên thành lập và bà Nhàn chiếm 70% cổ phần, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường do cháu ruột của bà Nhàn làm tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Cao. Bà Nhàn còn thuê một số công ty để làm quân xanh dự án như công ty TNT, công ty Thành An Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị y tế BMS, viết tắt là công ty BMS, công ty Nho Khoa Việt Tiên, công ty Tâm Hợp. Kết quả điều tra xác định ngoài việc lại qua hàng chục tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC còn lập ra ma trận cài cắm quân xanh để AIC và các công ty do AIC chỉ định thâu tóm 16 gói thầu thiết bị y tế tại Đồng Nai. Bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho cả công ty quân chính và công ty quân xanh, nhờ nhân viên các công ty nộp hồ sơ dự thầu cho đủ số lượng theo quy định. Thực tế, chỉ các công ty được xác định trúng thầu như AIC, BMS, Thành An Hà Nội và TNT thì bộ phận lập hồ sơ được ủy quyền bán hàng, bảo lãnh của hãng và hồ sơ để đảm bảo trúng thầu. Đối với các công ty làm quân xanh, nhân viên công ty AIC làm hồ sơ dự thầu không có giấy ủy quyền của hãng, không có bảo hành để không đủ điều kiện trúng thầu. Kết quả là công ty AIC đứng tên trúng thầu 12 gói thầu với tổng trị giá là 477 tỷ đồng. Các công ty quân xanh là Thành An Hà Nội trúng 2 gói thầu, BMS trúng 1 gói, TNT trúng 1 gói. Quá trình tham gia và trúng thầu tại dự án này, bà Nhàn đã trực tiếp đưa tiền và chỉ đạo cấp dưới hối lộ cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai, mỗi người 14,5 tỷ đồng. Hối lộ cựu giám đốc Sở Y tế là 14,8 tỷ đồng. Trong vụ án này, lãnh đạo một số công ty quân xanh đã bị khởi tố, một số bỏ trốn theo bà Nhàn. Đối với trách nhiệm của lãnh đạo, một số nhà thầu khác giúp sức cho bà Nhàn, Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm sẽ tiếp tục xử lý trong giai đoạn sau của vụ án. Một trong những công ty tham gia làm quân xanh giúp bà Nhàn trong nhiều gói thầu là công ty BMS.
Thưa quý vị, theo cáo trạng, công ty BMS được thành lập vào ngày 15 tháng 1 năm 2001, vốn điều lệ 500 triệu. Người đại diện pháp luật thời điểm tham gia đấu thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bà Phạm Thị Thanh Thủy. Công ty BMS tham gia đấu thầu 18 gói thầu tại dự án, trong đó công ty BMS trúng thầu gói thầu số 65. Ông Phan Huy Anh Vũ là giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và bà Phạm Thị Thanh Thủy đã ký hợp đồng trị giá hơn 49 tỷ để cung cấp thiết bị cho dự án. Bà Phạm Thị Thanh Thủy khai là được Hoàng Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc AIC liên hệ đặt vấn đề nhờ công ty BMS hợp tác tham gia đấu thầu tại dự án. Công ty đã tham gia 10 gói thầu và trúng 1 gói thầu. Ngoài ra, công ty BMS còn ký 2 hợp đồng bán cho công ty TCI các thiết bị cung cấp cho bệnh viện. Theo cáo trạng, bà Phạm Thị Thanh Thủy ký 10 hồ sơ dự thầu cho nhân viên công ty AIC lập và tham gia đấu thầu 10 gói thầu, trong đó làm quân xanh cho AIC 9 gói thầu. BMS đứng tên giúp công ty AIC trúng gói thầu số 65 nhưng không có hậu quả thiệt hại. Bà Thủy còn ký phát hành 13 báo giá theo mức giá do AIC yêu cầu để chuyển cho công ty thẩm định giá thế hệ mới, làm căn cứ ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức giá của công ty AIC. Sau khi AIC trúng thầu, BMS đã bán 14 thiết bị y tế giá hơn 24 tỷ cho công ty TCI để cung cấp vào dự án, hưởng lợi hơn 807 triệu. Mặc dù trong quá trình điều tra, bà Phạm Thị Thanh Thủy đã thành khẩn khai báo và cung cấp nhiều thông tin có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, nhưng cần thiết phải được đánh giá, xem xét việc xử lý trong giai đoạn tiếp theo của vụ án. Cáo trạng đã nêu rõ.